hào lấp lấp măng non thiếu nhi Việt Nam, tự hào truyền thống cha anh oai hùng năm xưa, là đội viên làm nghiêm việc tốt theo lời Bác dạy khuyên, làm hành trang cho em tiến bước giúp em vào tương lai. Cùng đi lên măng non của tổ quốc, tổ thắm trang vàng đời thiếu niên tiên phong, mang tên Bác ngọn nước sáng soi đường để Việt Nam vươn ra thế giới. Hãy cố gắng học hành, tìm tôi đọc sách rèn luyện trí óc, không được lười biếng và hãy quyết tâm lên nào, học tập tốt mỗi ngày, cùng học tốt thế giới mai sau sẽ yên ấm hơn, cùng chung tay mang đến cho mọi người yên vui, vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh sạch đẹp tai, học tập tốt mỗi ngày, cùng cùng la 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 la. Quyết tâm lên nào, học tập tốt mỗi.